Ở đây quý vị buổi sáng này lên chùa tâm quang trước khi đi coi soi gương không? Có không ạ? Dạ. Có cái cô kia, cô soi gương và cô mới cằn nhằn rằng là trời ơi, mới đó vậy thôi mà mình đã da đã nhăn rồi, tóc cũng bạc, thân thể thì càng ngày càng to lớn ra, không còn vòng eo 59 nữa. Thì khi mà than thở như vậy thì có ông chồng ngồi bên, nhưng mà ông không có thèm để ý gì hết trơn á. Bà mới nói rằng là đúng là làm thân phận phụ nữ đã khổ, mà đến khi khổ rồi cũng không có ai chia sẻ cho mình cả, cho nên làm thân phụ nữ phải nói là quá khổ ở trong cuộc đời này. Ông chồng ông nói rằng là bà đừng có than vãn gì hết trơn á, như bà đâu có khổ, như tôi mới khổ này. Bà vợ bà nói là ông làm gì mà khổ, ông đâu có sợ da nhăn tóc bạc, đâu có sợ thời gian làm biến đổi mọi thứ đâu, mấy như mấy ông là rất là khỏe. Thì ông chồng ông mới nói rằng là chính tôi mới là người khổ hơn bà đó, bà có thấy không, bà mới soi gương có mấy phút thấy da nhăn chút xíu, tóc bạc chút xíu, thấy xấu xí chút xíu mà bà đã than thở, huống gì tôi là ngày nào cũng ngắm nhìn cái dung nhan đó. Tôi mới là người khổ cả đời đúng không ạ? Thành ra là nói chứ người phụ nữ cũng có nỗi khổ riêng, nhưng mà người đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng. Và Đức Phật Ngài nói rằng cảnh giới mà chúng ta đang sống ở đây gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ trược là sao ạ? Tức là năm thứ mà không có được tốt đẹp, sạch sẽ, thanh tịnh. Gồm có là thứ nhất là kiếp trược, thứ hai là kiến trược, thứ ba là phiền não trược, thứ tư là chúng sanh trược, và cuối cùng là mạng trược. Kiếp trược tức là đời sống mỏng manh, có đó thì mất đó. Thứ hai là kiến trược tức là có những cái thấy biết sai lầm, vô minh mà đau khổ. Thứ ba đó là phiền não trược tức là luôn phải sống trong cái cảnh phiền não, khổ đau. Thứ tư đó là chúng sanh trược tức là mình sống chung với những chúng sanh cũng có rất là nhiều sự đau khổ giống như mình. Và cuối cùng là mạng trược, có nghĩa là một đời sống ngắn ngủi, mang một cái thân thể bất tịnh, khổ đau. Cho nên Đức Phật thường gọi là ta bà vi kham nhẫn chi địa. Ta bà là cái nơi mà mình phải sống một cách kham nhẫn. Kham nhẫn là sao quý vị? Kham nhẫn tức là phải chịu khó, đúng rồi. Đã sinh ra kiếp này thì phải chịu khó. Chịu khó để mà đón nhận tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này. Mình mà không chịu khó thì mình sẽ sao quý vị? Mình sẽ khó chịu đúng không ạ? Người nào không chịu khó thì người đó sẽ khó chịu thôi. Rất là đơn giản. Cho nên thay vì một cách sống đó là với bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này, mình chịu khó một chút, mình kham nhẫn một chút thì cái gì cũng qua được. Nhưng mà bất cứ chuyện gì xảy đến với mình mà mình không có đón nhận á, thì lúc đó mình sẽ rất là khó chịu. Cho nên trong lục độ ba la mật của một vị tu tập hành Bồ Tát đạo gồm có gì quý vị? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn và trí huệ. Trong đó hành nhẫn nhục là một hành đứng đầu. Tại vì có nhẫn nhục mới có được sự kiên trì, có được sự chịu khó, mới có thể thành tựu được tất cả mọi điều tốt đẹp ở trong cuộc sống này. Không có chịu khó được á, thì sẽ sao quý vị? Sẽ khó chịu, mà khi khó chịu là nguy hiểm lắm. Giống như có một anh này á, vào lúc đêm khuya thì phải vào phòng cấp cứu. Bác sĩ mới hỏi rằng là tại sao anh lại bị thương một cách kinh khủng như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh này anh nói rằng là tôi vừa mới bị người ta đánh, cho nên mới bị thương như vậy, mới vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói là tại sao anh lại bị đánh? Anh này anh nói rằng là tại vì người ta gọi đò. Bác sĩ ông mới nói rằng là ủa, tại sao người ta gọi đò mà anh lại bị đánh? Trong cái thành phố này làm gì có bến đò nào mà anh nói như vậy, anh đang nói dối. Anh với một vị bác sĩ thì anh phải nói thật để chúng tôi chữa trị cho anh. Anh nói rằng là thưa bác sĩ, tôi nói thật, tại vì người ta gọi đò cho nên tôi mới bị đánh.
Bác sĩ có biết không là bên cạnh nhà hàng xóm của tôi á, là bắt đầu từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng mà cứ là gọi đò ơi, ai bên sông kia sao không nghe thấy, gọi đò ơi bên này sông đang đưa dâu đưa rước tưng bừng, gọi đò ơi mà gọi từ 7 giờ tối mà tới 1 giờ sáng. Rồi quý vị biết làm gì không ạ? Hát karaoke á, cứ gọi đò ơi mà cứ hát một bài từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng. Thì cái ông này ông mới bước qua nhà hàng xóm và ông nói rằng là anh ơi, anh đừng có gọi đò để cho bà con làng xóm người ta ngủ, anh gọi gì mà từ 7 giờ tối mà tới 1 giờ sáng mà anh vẫn còn gọi. Thì cái nhà của người hát á, vừa hát karaoke vừa uống bia nhậu nhẹt gì đó, nghe anh này tới phàn nàn như vậy thì bước ra và không nói không rằng đã đánh cho anh này liên tục, cho nên anh phải nhập viện. Đó là lý do mà người ta gọi đò mình bị đánh ha. Những cái người sống với nhau mà không có tôn trọng nhau, và có một số người vì cũng không có chịu khó được, khi mà đưa ra những cái lời than phiền thì có thể gặp phải những tai họa rất là nguy hiểm. Bởi vậy mà sau này ở hàng xóm mình có ai gọi đò thì sao, thôi cứ để cho người ta gọi ha, khi nào khô hơi rác cổ thôi, nhớ bịt bốn lỗ tai lại. Đó là tu được cái hành nhẫn. Cái này là khó dễ quý vị? Không có dễ đâu đúng không ạ? Mình thường thường là mình khó chịu nhiều hơn là chịu khó. Có thể mình chịu khó được một mức nào đó thôi, nhưng mà rồi cuối cùng tất cả mọi thứ nó sẽ đổ vỡ và mình sẽ đi tới cái sự khó chịu liền. Giống như có một cái anh hiệp sĩ này, anh nghe ở trên núi á, có rất là nhiều của báu, và rất là nhiều những người anh hùng ở trong thiên hà cũng lên núi để mà tìm của báu ở trên ngọn núi đó. Và sau bao nhiêu ngày trèo đèo lội suối, cuối cùng thì anh ta cũng lên được gần tới đỉnh của ngọn núi. Nhưng mà khi lên tới gần đỉnh của ngọn núi thì anh này mới gặp phải một con quái vật, nó ngáng đường. Thì đang cưỡi ngựa như vậy thì ngựa anh ta mới lăn đùng ra. Tuy nhiên với võ công thần thông của mình, anh ta đã lộn một vòng và đứng yên. Nhưng một điều mà vô cùng ngạc nhiên đối với anh này đó là con quái vật này á, nó chỉ nhỏ xíu bằng một hòn sỏi thôi. Anh vung gươm và anh đánh vào con quái vật. Và lúc đầu thì con quái vật nó chỉ bằng hòn sỏi, và đánh riết thì nó to thành một tảng đá, và càng đánh thì nó lớn thành một ngọn núi. Và cuối cùng dùng hết rất là nhiều sức lực, nhưng mà càng đánh thì con quái vật này càng lớn, cho nên người hiệp sĩ này không thể tài nào đánh thắng được cái con quái vật cả. Và cuối cùng thì người hiệp sĩ chịu thua. Nhưng mà trước khi bỏ về thì người hiệp sĩ mới hỏi con quái vật rằng là: ngươi là yêu quái từ phương nào tới, có thể cho ta biết được không? Và ngươi tên là gì? Con quái vật này mới nói rằng là: ta đến từ mọi phương, và ta có tên là... Đố quý vị tên là gì ạ? Con quái vật này nói là: ta đến từ mọi phương, và ta tên là Sân Hận. Con quái vật này có tên là Sân Hận. Lúc đầu nó chỉ nhỏ bằng một hòn sỏi thôi, nhưng mà càng đánh thì nó lại càng lớn đúng không ạ? Càng lớn. Cho nên đối với bất cứ một sự việc nào mà xảy ra trong cuộc đời này đó, nếu một người mà thiếu đức tính, nhẫn nhục, kham nhẫn, chịu khó, thì sẽ làm cho vấn đề càng ngày càng trở nên phức tạp. Nếu mà càng nóng nảy, càng thiếu kiên nhẫn, thì sự việc càng dễ đổ vỡ. Nên đối với bất cứ một sự việc nào mà xảy ra với mình mà trong lúc nóng nảy mình càng hành động thì sao quý vị? Sẽ càng thất bại. Bởi vậy người ta mới nói một câu rất là hay, đó là: nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Nóng giận thì cái bản năng đó ai cũng có hết trơn á, nhưng mà tĩnh lặng được thì phải là những người có bản lĩnh thật sự. Và cái bản lĩnh này không phải tự nhiên mình sinh ra mà có, đúng không ạ? Mà phải rèn luyện thì chúng ta mới có được cái bản lĩnh tĩnh lặng trước mọi sự vật sự việc nó xảy ra ở trong cuộc đời của mình. Vì vậy mà một người Phật tử, một người có học Phật, chúng ta học theo hành của Bồ Tát Quán Thế Âm, tập từ, tập bi, thì trước hết phải tập được đức hạnh gì quý vị? Nhẫn nhục, đúng không ạ? Nếu không có nhẫn được thì không có thể phát sanh được tâm từ, mà cũng không thể phát sanh được tâm bi. Cho nên quý vị thấy hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, lúc nào một tay cũng cầm dĩa,
tịnh bình một tay cầm dương liệu. Tịnh bình thì chứa nước cam lồ, tức là nước của từ bi, nhưng mà dương liệu là tượng trưng cho cái gì quý vị? Tượng trưng cho sự khám nhận. Lấy đạo lý gì ạ? Lấy nhu mà thắng gì ạ? Lấy nhu mà thắng cương. Đó gọi là đức tính của nhẫn nhục. Muốn lấy được giọt nước từ bi cam lồ ra đó thì phải dùng cái gì ạ? Dùng cành dương liệu nhẫn nhục mới có thể lấy ra được. Cho nên muốn có được tâm từ tâm bi như Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta phải học được đức tính nhẫn nhục. Đó là nền tảng căn bản để mình khởi phát được tâm từ bi như Bồ Tát Quán Thế Âm. Hồi nào giờ quý vị ra lại Bồ Tát Quán Thế Âm có hiểu ý nghĩa đó không ạ? Đó là hình ảnh mà nếu như mình hiểu được, mỗi lúc mình đứng trước Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên mình hiểu rằng là con xin đứng trước Ngài và cũng xin phát nguyện tu tập hành khám nhận để phát sinh được tâm từ tâm bi giống như Ngài, để nuôi dưỡng được đức hy sinh, tính kiên trì, hành nhẫn nhục ở trong con, để cho tâm con mỗi ngày được rộng lớn, yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn. Thì khi mình đứng, mình hiểu như vậy, mình phát nguyện trước Bồ Tát Quán Thế Âm, thì lúc đó lòng mình mới thấy được sự nhiệm màu, và ngay lúc đó mình thực tập được. Còn nếu như mình không hiểu thì mình không có phát nguyện được, và mình khó thành tựu được chuyện gì, đúng không ạ? Cho nên học Phật là phải hiểu, hiểu rồi mới thực hành. Mà Đức Phật nói mình cần phải có 3 giai đoạn. Đó là gì quý vị? Đầu tiên là gì ạ? Văn, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Tư. Và thứ ba là gì ạ? Tu. Văn là nghe, là tiếp nhận thông tin. Tư là suy nghĩ, phân tích, đánh giá, xem xét. Và tu là thực hành, là hành động. Cho nên học Phật mà không hiểu đó thì mình chỉ mới là gì ạ? Mới văn thôi. Không có tư, tức là không có suy nghĩ, không đánh giá, không suy xét, không phân tích. Mà mình đã hành động thì thường thường sao ạ? Dễ sai lầm. Giống quý vị thấy là thường thường là người ta hay nói là gì ạ? Đánh lồn, đúng không ạ? Và gì ạ? Cãi lồn, đúng không ạ? Đâu có ai đánh phải và cãi phải đâu, đúng không ạ? Tại sao người ta lại đánh lồn? Đánh lộn là tại vì không có phân tích, suy nghĩ cho thấu đáo. Nếu mà một người mà có sự bình tĩnh, có đức nhẫn nhục, có sự thấy biết rõ ràng thì người ta sẽ không có đánh lộn và không có cãi lộn. Tại vì mình hiểu biết đúng đắn thì tại sao lại phải đánh lộn và cãi lộn? Cho nên là người Việt Nam mình ngôn ngữ hay lắm nha quý vị. Sau này người ta nói là tại sao anh không có đánh lại người ta, nói tôi đâu cần phải đánh lộn, tôi đánh là phải đánh phải, đánh trúng. Đúng không? Khi nào trúng, khi nào phải tôi mới đánh. Và khi nào cãi trúng, cãi phải thì tôi mới cãi. Thì nói như vậy cho vui để cho quý vị thấy rằng là khi cái tâm niệm mà sân si của mình nổi lên đó, là không còn cái gì đúng hết trơn á. Cho nên nó là lồn không à. Đó, cái chỗ đó là chỗ mà mình phải thấy để mình có thể tu học được trong đời sống hàng ngày của mình. Bởi vậy mà người Phật tử khi mình im lặng trước những sự sân si của người khác, không phải là mình yếu hèn, mà mình thấy rằng gì ạ? Mình không cần phải tranh cãi. Giống như có một cặp vợ chồng này thường xuyên cãi nhau, và người vợ trong gia đình cảm thấy rất là khổ. Bà mới đi hỏi khắp nơi là làm thế nào để cho gia đình trở nên bình yên được. Thì người bạn nói là ở trên núi có một vị thiền sư hay lắm, ai mà lên hỏi vị thiền sư là có thể hóa giải được mọi đau khổ ở trong gia đình. Nghe vậy thì cô này mới lên núi và tìm gặp vị thiền sư. Thì vị thiền sư mới nói rằng là vấn đề mà cãi nhau ở trong gia đình rất là dễ giải quyết, và hôm nay con lên đây thì thầy sẽ cho con một chai nước thánh. Khi nào mà gia đình của con sắp có chuyện gì cãi nhau thì con hãy ngậm một ngụm nước thánh này. Và nghe như vậy người vợ cứ đem về, và mỗi lần mà sắp cãi nhau thì liền lấy chai nước thánh của vị thiền sư ra và ngậm vào miệng. Sau một thời gian rất lâu, trong gia đình không còn cái chuyện gì xảy ra nữa. Người vợ này mới lên núi và cảm tạ vị thiền sư và nói rằng là quả thật là chai nước thánh của Ngài cho thật là hiệu nghiệm. Thì vị thiền sư nói là đâu có nước thánh thần gì đâu. Mỗi lần mà ông chồng của bà cãi nhau với bà thì bà có cái miệng cho bà cứ cãi lại. Còn bây giờ có chai nước này rồi, bà ngầm nước lấy cái gì bà nói nữa.
Cho nên mình muốn có được tâm từ và tâm bi thì mình tập được cái sự im lặng. Mà im lặng ở đây cũng chính là một đức tính của sự nhẫn nhục, của sự nhẫn nhục. Cho nên quý vị thấy là nhiều lúc là mình thấy cái gì cũng cần phải thực tập và cái gì cũng cần phải hiểu biết, phải tập được cái đức tính nhẫn nhục thì mọi chuyện mới có thể qua đi một cách dễ dàng.